Hi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay á, là Vi sẽ thu hoạch toàn bộ rau còn sót lại ở trong vườn của Vi nha. Đó, hôm nay sẽ có rau xà lách và rau cải hoa hồng ở trong nhà kính á. Có một mớ rau cải hoa hồng đó mọi người. Thì hôm nay Vi sẽ thu hoạch toàn bộ rau bởi vì mùa đông sắp đến rồi. Cho nên là mùa đông thì rất là lạnh, cho nên là không có thể trồng một số loại rau được mọi người, nó sẽ chết á. Cho nên là với lại mùng 5 tháng 1 là Vi về Việt Nam, mua được vé máy bay về Việt Nam rồi. Đó, cho nên là Vi cũng đang rất là mong đợi để được về Việt Nam, hy vọng đừng có bị cancel nữa. 2 năm rồi chưa về Việt Nam, cho nên là hôm nay mua được vé máy bay vào ngày ngày mùng 5 tháng 1 bay về Việt Nam. Thì để kịp dự Tết Tết ở Việt Nam á mọi người. Cho nên là Vi sẽ dọn cái khu vườn ở bên Anh và Vi sẽ thu hoạch toàn bộ cây. Còn một số cây mà cây cũ á nó vẫn đang mọc ở trong nhà kính thì Vi vẫn để như vậy. Vi sẽ thu hoạch cái xà lách xanh màu màu tím này mọi người ơi, màu tím nha. Đây là xà lách xanh màu màu xanh nè. Đây là xà lách xoăn nè mọi người. Thì mình có thể là làm salad hoặc là mình trộn với giấm và thịt bò để mình ăn á mọi người. Mấy cái mà héo héo ở phía dưới á lạc bỏ mọi người. Đó. Đó, nhìn ngon không mọi người? Nhìn ngon không? Ở phía bên 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 trên bên kia nữa. Thêm màu một mớ hành nữa. Thank you.
salad xanh nè mọi người. Bây giờ Vi sẽ thu hoạch hết cái đống salad xanh ở đây ha. Mình thu hoạch một mớ trước đó rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch hết luôn. Mình sẽ hái hết luôn cái đống này. Này không có tưới nước nên nó hơi héo mà. Thả xuống mấy cái lá héo héo mình thả xuống đất để cho nó làm phân bón nha mọi người. Đó, những cái lá héo là mình sẽ cho làm phân bón á. Rồi, hái hết rồi. Hôm nay hái được một mớ hành lá và xà lách xoăn ha. Chắc là nhiều quá ăn không hết, ngày mai lại hái tiếp mớ rau ở trong nhà kính nữa. Ngày mai Vi lại hái tiếp mớ rau trong nhà kính là cải nè, rồi xà lách nè, rồi nhổ luôn cái cây hành lớn này luôn mọi người ha. Đó. Mọi người ơi, thu được một mớ rau như thế này, hành lá và xà lách xoăn nè, rồi xà lách xoăn màu tím, xà lách xoăn màu xanh với mớ hành, để mình sẽ bóc gỏi, tỏi với lại giấm á mọi người, đó với thịt bò, rồi cà chua nữa. Rồi bây giờ video của Vi đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của Vi. Nếu mà mọi người yêu thích kênh của Vi thì đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh để nhận thông báo video mới từ kênh nhé. Tạm biệt mọi người. Bye.